vài vòng cắt mết cho mọi người xem đã. Xu ơi, Xu ơi, tắm ở giữa là một làng thoi này, dễ thương không? Rồi giỏi, đi cái đi xét cho anh, đi xét cho phía trong. Xe bây giờ, đi xét cho phía trong đi. Nè, thôi anh đi, mẹ ha, còn phải đi phía trong thì Xu nó mới chỉ đi phía trong của con. Ba về anh hai hả? Ừ, thôi giỏi lắm á. Từ từ thôi, từ từ, anh dẫn đi câu cá nè. Đừng quên đi đẹp dịch nhé. Rồi, Xu ơi. Nghe nó đẹp dịch mừng quá chạy. Rồi, đi xét vô, đi xét vô. Mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đó thì xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Vudo Vlog. Đó thì mọi người biết không, hôm nay á là một cái gọi là đi dã ngoại, đi dã ngoại câu cá. Đó thì mình đã chuẩn bị hết cho Xu với mình nè. Đó, nhà mình thì bán cần, mình thì bán cần câu cá nên năm ra là lấy những cái cần đây để dẫn em đi câu luôn. Đó thì cái cần này là cái cần của Xu nè mọi người ơi. Con ngồi lên đi, con ngồi lên đi, mình sửa soạn để đi câu cá nha. Con có cần câu cá nè. Mọi người ơi, Xu đi câu cá mà Xu nhiều ghê lắm này. Con nào chạy tóc, bồn tóc của Xu. Xu có đi câu cá, con cá nó thấy nó mới chạy tới gần Xu nó mới ăn. Có chuyện đó nữa hả? Hôm nay là cho Xu bận cái bộ đồ cô Thắm hả? À? Quên cô Bóng chứ. Thì giờ mình đang làm cái cần câu cho Xu nè anh em à. Câu cá thì ai có cá nhiều hơn. Làm cho Xu cái cần nhỏ nhỏ đây thôi. Còn mẹ thì để mẹ câu lưỡi nó vô, bỏ lưỡi vô sẵn luôn đi con. Thôi đừng bỏ lưỡi vô nó móc vô á. Bỏ lưỡi bỏ theo hết vô cho mẹ. Để em câu cái cần đó. Rồi. Rồi đó, thì giới thiệu tới anh em luôn, giới thiệu tất cả mọi người. Đây là cái giỏ đựng cá của Xu này. Tí nữa bắt được con cá là bỏ vô trong giỏ này mang về. Mẹ mua cái giỏ như thế này rồi tí nữa lỡ mà con cá nó to quá sao bỏ? To cá to thì mẹ bỏ bên kia cái giỏ của mẹ. À. Giỏ này giỏ của em thôi, em đi câu con cá nhỏ cho bông á. Đó. Thấy không? Phụ kiện của Xu là có cái giỏ như thế này thì siêu xinh luôn nha mọi người. Đi dã ngoại bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Xu nhớ nói dạ nha, cái bóng nó lên xong rồi là Xu lật nó, Xu bắt Xu bỏ vợ Xu mang về nha. Xu câu lên, Xu đi câu luôn. Cầm tay mọi người ơi, đi câu cho Xu đây. Vét cho lưng sao, vét cho lưng, vét cho lưng vô đi. Đi câu cho em không biết nổi không. Đi câu đó. Đó con đi đứng thẳng lên cho mọi người coi thử. Hôm nay con đi câu cá thì đẹp không? Đó mọi người thấy chưa, cái bộ đồ đó nói chung là đây một vòng đồ ấy lại cho Xu để mang dài vô nữa, mang dài vô nữa rồi dẫn Xu đi câu cá. Trời ơi, Xu đẹp chứ. Đó thì ok nha mọi người. Rồi thôi con đi ra câu, con đi trước đi, mẹ đi sau. Đó anh em đã chuẩn bị hết rồi. Lên đường đi câu đi mọi người ơi. Đi con. Con mua bạc đi. Rồi đi ra xe đi câu. Đó đi câu đó nha anh em. Châu chá. Hất một cái là coi như là bay luôn rồi. Rồi lên xe đi. Rồi. À thì ok anh em nha. Bây giờ để lên xe đi gọi là đi câu cá dạ ngoại nha. Trước khi câu cá là nói chung là đi vài vòng cắt mết cho mọi người xem đã. Xu ơi,
Mừng quá cái bả anh vậy con. Chờ anh chơi, anh chờ anh thắng chứ chứ. Nè, cầm tay anh vô. Cầm tay anh vô. Lên. Cầm tay anh vô nè. Đó, cầm tay anh vô. Cô ơi, gái. Gái, gái, cô đi, cô đi ngược lại. Đi, đi ngược lại, đi ngược lại. Đi, đi ngược lại. Đi ngược lại để xuống con cá. Được rồi. Đây. Nó biết nghe không? Trong chạy nó nhảy cứ chạy xuống đây. Giỏi ghê anh em à, anh em thấy giỏi không? Giỏi quá chân à. Thôi đi rồi, đứng lên. Rồi đi xuống. Đi xuống lại con cá. Xuống đây luôn hả con, hay đi qua cái chòi kia? À thì anh em ơi, bên kia kìa. Mình qua cái chòi mình câu cho nó mát đi con. Ừ. Thôi để bây giờ mình với Su với mẹ đi qua nó câu nha. Chứ bên đây nhiều lúc gồ ghề với Su mới đi được. Thì qua chòi cái cho em ngồi ghế đó luôn. Rồi ok. Đó thì đây nha anh em. Đó, mới buông cần nãy giờ rồi. Mẹ giờ chưa thấy cái động tĩnh gì hết. Thầm em lên con cho để té em á. Rồi. Thầm bảo em lên đùi á. Thầm em lên đùi. Đây Su, Su ngồi đùi anh đi. Mọi người ơi, Su đi câu cá với anh Thắng nè. Để bây giờ đang đợi cái cần này. Đang đợi con cá bóng mà chưa thấy con cá bóng nào hết đây em à. Nãy giờ mà nó chưa ăn hả con? Chưa ăn mà nó nhấp nhấp à. Bác nhấp nhấp, con... nhấp nhấp là muốn rồi, đã muốn ăn rồi đó. Bây giờ là phải đọc cái câu mà cái gì à? Bóng bóng bang bang hả? Bóng bóng bang bang, nên ăn cơm vàng nhà ta. Cái này thấy nó nhấp nhấp rồi kìa. Chớ ăn cơm ăn cho nhà người. Dính ké rồi nè. Đó. Đây 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 nha em. Đó, con câu rồi nè nha em. Mọi người ơi, dính luôn con sâu câu được một con cá, cái gì vậy con? Không biết nữa, ai con cá lóc. Cá đây. Lóc hả? Đây 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 nè. Nè, được con cá lóc rồi nè Su. Rồi Su. Châu, cho mọi người ơi, thấy Su giỏi không? Su câu nguyên một bè cá lóc. Rồi Su đứng im đi, để anh bắt anh bỏ vô nha. Ở đây có cá lóc hả con? Mở, con mở cái bãi vô cho nó rổ cho em. Ui da, con này sợ nó châm vô tay thôi. Mày coi thử. Từ từ, để con mở ra đã. Nó trơn quá à, cái quỷ cái đang trơn ghê. Chung giờ nó cũng ăn ngay chứ, con cài cái mồi mà nó cũng dễ ăn ngay chứ. lấy quả chuối. Đây nha em. Đó, một con nè. Con bả rổi cho em rồi, nó sâu ghê. Anh Su anh thấy con cá anh sợ. Su đứng im đi. Tao sợ con cá anh đi thấy không? Con cá đi. Trời ơi, có cái dạ này bả cá vô nè. Rồi bỏ cá vô, bỏ cá vô. Rồi. Rồi đại lại cũng đại chặt lại để nó nhảy ra đó. Đó đúng rồi. Chú chắc cái chỗ này là cá. Chắc không? Rồi được rồi đó. Hả? Thôi, được rồi rồi. Su đứng lại lên. Rồi con thảy ra nữa đi. Su đứng lên. Rồi được một con rồi nha. Chúc cho em nãy giờ đứng câu nãy giờ phải 15 phút rồi đó. Mới thấy được con đó anh em à. Trời ơi, cái cần nó cũng cần lợi không? Nãy Su câu cá dễ ăn ngay chứ. Đó trời nè, mày quay cho anh em xài không? Quá trời lồ luôn nè, đó đi xuống đó, nè. Đó câu cá nè mọi người. Đó. Ôi, nè lẫm cũng lãng tảng. Một con thôi là được rồi. Đó. Nắng quá, mày ngồi nãy giờ nó nắng quá. Nè thôi con mà ẩm tới chỗ mát mát cho em thôi. Nắng quá. Thôi bây giờ để ẩm Su lên đi. Cho Su đi qua chỗ này mát đi. Con lên kia đi cho mát em thôi. Nó câu. Bây giờ chỗ này thì nó nắng quá à. Thôi bây giờ để mình dọn đồ đi. Mình đi qua bên cái chỗ kia cho nó mát. À, câu đã rồi. Câu một hồi rồi. Đó. Câu gì mà gần cả nửa tiếng trời mà không có con cá nào hết á. Có một con cá. Một con cá lóc. Bây giờ qua bên đây. Một con cá lóc con. Đó, Su đó. Bây giờ bỏ cái vỏ rồi. Đó thì bây giờ lên đây nói chung là cũng review cho mọi người coi là ở đây nè. Cái cảnh của mình nè. Đó mày quay đi. Đẹp không mọi người ơi. Nghe nó đẹp dịch mừng quá chạy. Rồi đi xe vô. Mọi người ơi nhìn nè. Mọi người thấy không? Đó mọi người thấy không? Đây là cô tắm thời hiện đại 2020 nha. Đó. Giỏi. Đây đi từ từ thôi, đi từng bước vậy đó. Đi xe vô nè. Đi con, đi vô lên cho đẹp dịch với anh đi. Đi xe vô, đi vô đây. Đó lên đẹp dịch với anh đi, lên đó cho coi con dịch nào mà đẹp nhất là cho Su leo lên Su đẹp. Đó mọi người thấy dịch chưa? Dịch con bị đẹp luôn á. Đi qua đây, gần tới rồi. Dịch nó đẹp Su, nhớ là Su đẹp dịch hả? Su nói dịch nó đẹp Su quá. Su thấy. Mọi người ơi nhìn dễ thương ha. Đây. Thôi con ẩm em lên, ẩm em lên ra ra kia cho. Rồi. Đây. Vô đây.
Nó thấy mẹ nó sợ mẹ bỏ đây á. Nó cứ nhìn lại mẹ ở sau đây nè. Bây giờ trong đây bao nhiêu con vịt đây? Xô thích đẹp con vịt nào? Đó. Cẩn thận đó con. Rồi. Bây giờ thôi mình đẹp con vịt đây đi. Vịt ở đây thì nói chung là nó bị chói lại hết rồi. Nó bị sợ. Thôi cả em bả em vô ngồi cho nó mát đi. Cẩn thận đó con. Được. Rồi. Đó. Ở đây nó bị chói lại chứ không là bình thường là mình ngồi nè. Thiền mà. Em thiền con vịt. Nó bơi. Thiền em thiền con rồng. Nó bay. Rồi. Em ngồi chơi trên thảm cầm gì đúng không? Cho em đứng lên em nhìn vịt đẹp đây. Đứng lên xuống coi con vịt nè. Mọi người ở con vịt thiệt bự thiệt to nè. Đó con kéo ké sao con? Ké nó kêu quá. Hả? Ké rồi thôi. Con lên đây ngồi câu coi con ké thử. Mày nghe rất lắm. Đi đi con. Ý được không? Mày kẹ dính. Mày dính tay. Được. Rồi. Rồi lấy cần đi con, câu chỗ đây thử. Thôi, quay cảnh ở đây mình ngắm thôi chứ câu có ké đâu. Giờ mọi người nhìn cảnh đẹp quá. Bây giờ cũng tầm 5 giờ rồi á mọi người. Năm ra là tối rồi. Ngồi một xíu là nó tối liền à. Không có ké đâu. Con đứng xuống coi. Ê, xích cho con, hâm. Ra. Xích ẩm em xích cho đây con. Con giữ quá em, không sao đâu. Đó. Đây, mày lại đây, xếp đây. Có tắm nè mọi người. Đây mọi người, để mình khoe lại cho mọi người đây nha. Nè, mọi người coi cỏ, coi kỹ nè. Đây, mày quay kỹ vô. Mọi người thấy con ké không? Tối quá không thấy con ké gì hết. Con ké nó chết đó. Rồi sao quá. Rồi, phần thú của sâu đó. Đó, rồi sao dạo dạo cho ẩm cho em già chơi dầm rồi về rồi. Tắm nó giữa lấy một làng thoi này dễ thương không. Rồi giỏi, đi có đi xếp cho anh. Đi xếp cho phía trong. Xe bây giờ, đi xếp cho phía trong đi. Nè, thôi anh đi, mẹ ha. Còn phải đi phía trong thì xuống nó mới chịu đi phía trong với con. Nhà bảo vệ anh hai hả? Ừ, thôi giỏi lắm á. Thôi, một buổi đi chơi của Xu với mình nè anh em. Trời ơi, chạy được nữa chứ. Đi từ từ thôi chứ, ai biểu đi nhanh chi vậy hả? Ai biểu đi nhanh chi vậy gái? Giỏi. Mừng à, quá mẹ. Thôi, bước lại đây ba. Dài lắm được rồi. Cô tắm gì lộn phải chứ nghe lời nha. Đó, à, giỏi chưa anh em à. Đẹp quá ha. Ở đây cái vườn hoa đẹp nè. Để đây. Đi về đi con, đi ra xe. Đi ra xe, rồi đi nhanh luôn. Xong, đi ra đây, nhanh lên. Đi chạy, chạy nhanh luôn. Nhanh lên. Mẹ, kệ mẹ, cho mẹ ở lại đi. Cho mẹ ở lại. Rồi, đây, đi đây này, đi xe vô. Đi xe vô. Rồi, đi giỏi, đi vô xe nè. Đó, rồi. Đây, đây mọi người. Lấy ra coi. Đây có. Đây Xu câu được một con ké lóc nè. Mà thôi. À quay em quay. Đây. Đó được một con ké lóc nè anh em à. Nên thôi nhưng mà thôi bây giờ chắc cũng bắt là gì đâu để Xu phóng sinh. Đi. Thả xuống lại đây con. Đứng đây thả xuống đi con nó bơi. Đó phóng sinh nó lại đi cho nó bơi đi. Rồi, xong rồi Xu cắt bắt ké Xu bỏ xuống lại. Đây lại lấy cái mũ với em chứ, lấy cái nón với em nữa. Đây. Lấy cái nón. Lấy cái nón cho em. Lấy cái nón nha. Rồi, đứng này. Giờ đội mũ đi câu cá xong đội mũ và nó đội về. Đội nón bảo hiểm để thực hiện an toàn giao thông. Đó, anh em thấy chưa, cô tắm của thời hiện đại đó, chấp hành nội quy an toàn giao thông hơi bị ghê. Rồi, để đi qua đây với mẹ. Che mắt em rồi sao á. Được, vô che đâu. Ơi, nhìn nè. À. Bạn đồ cô tắm mà đổ mũ bảo hiểm nè. Rồi, ở đây này. Trông dễ thương không? Cháu em bé không? Rồi, ập lên. Đó là người. Rồi, thì, thì hôm nay là nói chung là giới thiệu tới tất cả anh em cái bộ đồ gì ta, cô tắm. Đó, với lại cái buổi đi câu cá của mình với gia đình mình với Xu. Đó thì anh em mà xem video của mình mà thấy hay á thì nhớ nhấn like đăng ký để ủng hộ mình với Xu nha, để có động lực làm ra thêm nhiều clip mới để cho anh em xem. Ok.